Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bão số 5 đổ bộ vào thị trấn Gu Lây, huyện Hang Pu, tỉnh Phúc Kiến lúc 7 giờ ngày hôm qua, suy yếu thành bão nhiệt đới nghiêm trọng lúc 9 giờ và tiến vào Quảng Đông lúc 11 giờ. Theo thống kê của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay có 10 huyện, thành phố trong tỉnh có lượng mưa từ 100 đến 199,9 mm, 6 huyện có lượng mưa vượt quá 200 mm, với Nam Kinh là 339 mm là mức tối đa, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm nay, mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Pi Nghè đã vượt mực nước cảnh báo 1,09 m. Tính đến thời điểm hiện tại, không có báo cáo nào về thảm họa lớn hoặc tình huống nguy hiểm ở tỉnh Phúc Kiến. Vào ngày hôm qua, sau khi cơn bão đổ bộ, sóng đánh vào đá ở bến cảng Gu Lây, huyện Hang Pu, Trương Châu, Phúc Kiến, đến 7 giờ cùng ngày, cơn bão số 5 năm nay lại đổ bộ vào thị trấn Gu Lây, huyện Hang Pu, tỉnh Phúc Kiến, khi đổ bộ sức gió lớn nhất vùng gần tâm là cấp 12 tức là 35 m. Do chịu ảnh hưởng của bão, gió mạnh cấp 9 đến 10 đã xuất hiện dọc bờ biển Phúc Kiến, mưa vừa đến mưa to cục bộ ở ven biển. Cục khí tượng nhắc nhở bão số 5 là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay. Các đơn vị liên quan cần đặc biệt tăng cường công tác phòng chống gió mạnh và mưa lớn. Tính đến nay, chưa có báo cáo về nguy hiểm và thảm họa. Tối hôm qua, Bộ Tư lệnh Quốc phòng khẩn trương tổ chức hội nghị truyền hình ngoại vi về phòng chống siêu bão số 5 nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chay Lây, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước, nhấn mạnh tất cả các địa phương và các ban ngành phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm, tăng cường các biện pháp, quán triệt sâu sắc mọi công tác quốc phòng, phấn đấu giành thắng lợi trong cuộc phòng thủ toàn diện trước siêu bão số 5 cơn bão. Lưu Ninh, Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng Nhà nước và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, chủ trì cuộc họp. Ji Aome, Phó Tổng thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Phó Giám đốc Cục Khí tượng Trung Quốc và Chen Xiaojiang, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài nguyên nước và Giám đốc Văn phòng Tổng hợp, đã tham dự cuộc họp. Chen Lei nhấn mạnh, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện hết sức coi trọng công tác phòng chống siêu bão số 5. Vào 2 ngày trước đó, Hulia, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng, đã ban hành các chỉ thị quan trọng, yêu cầu hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng thủ dựa trên sự sắp xếp và triển khai trước đó, đồng thời di chuyển kịp thời người dân từ các khu vực bị nguy hiểm đến nơi an toàn sớm để đảm bảo an toàn cho cả người dân và nhân viên. Cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay được hình thành trên vùng biển phía đông nam Đài Loan lúc 20 giờ 5 ngày trước và mạnh lên thành siêu bão lúc 16 giờ 2 ngày trước. Hiện tại, bão số 5 đang ở gần bờ biển phía đông của Đài Loan và đang tiến từ phía nam Phúc Kiến đến bờ biển phía đông của Quảng Đông. Dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan từ sáng đến trưa ngày hôm nay. Sau đó đi qua eo biển Đài Loan đến sáng ngày mai nó lại đổ bộ vào vùng ven biển từ trung tâm Phúc Kiến đến đông Quảng Đông. Bão số 5 có 6 đặc điểm. Thứ nhất, hình thành và phát triển nhanh chóng. Thứ hai, có bão lớn. Thứ ba, phạm vi ảnh hưởng rộng. Thứ tư, kéo dài trong thời gian dài. Thứ năm, có lượng mưa lớn. Chay Lây đã phân tích sâu về các yếu tố bất lợi trong công tác phòng chống siêu bão số 5. Thứ nhất, ảnh hưởng của bão trùng với mùa đánh bắt cá mùa thu. Có nhiều khách du lịch ở các vùng ven biển và có nhiều tàu hoạt động trên biển, rất khó che chắn gió cho Hồng Kông. Thứ hai là gần đây bão đổ bộ liên tục, một số khu vực liên tục xảy ra thiên tai, công trình bị thiệt hại nghiêm trọng do năng lực phòng thủ giảm sút. Ba là các tỉnh, vùng ven biển đã bước vào thời kỳ hậu lũ, một số tỉnh vùng nội địa đã xảy ra lũ, một bộ phận cán bộ, quần chúng có xu hướng buông lỏng cảnh giác, không có lợi cho việc tổ chức và phát triển công tác quốc phòng. Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, Chay Lây đã đưa ra các yêu cầu rõ ràng đối với công tác phòng chống siêu bão số 5, nhấn mạnh rằng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, dựa trên tinh thần chịu trách nhiệm cao về sự an toàn của đời sống nhân dân, cần đề phòng gió to, chiều cường, mưa lớn, lũ núi, ngập úng, thiên tai thứ cấp và các tình huống bất lợi. Được biết, cơ quan quốc phòng đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống bão, đồng thời cử 2 tổ công tác đến các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống bão. Tại cuộc họp, các đồng chí từ Cục Khí tượng Trung Quốc, Cục Quản lý Đại dương Nhà nước và Cục Thủy văn của Bộ Tài nguyên nước lần lượt giới thiệu các dự báo và dự báo về bão, sóng, lượng mưa và nước dâng. Thưa quý vị, cơn bão mạnh số 5 năm nay Pha Bì đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 16 giờ ngày thứ ba, hồi 17 giờ. Tâm bão ở trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Hoa Liên, tỉnh Đài Loan khoảng 310 km về phía đông ở 23,9 độ N, 124,7 độ Kinh Đông. Sức gió lớn nhất vùng gần tâm bão cấp 16, khoảng 52 m trên giây, khí áp tối thiểu vùng tâm là 935 HPA. Dự kiến, tâm bão số 5 sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 20 đến 25 km trên giờ, cường độ tăng nhẹ,
đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan từ sáng ngày thứ Tư đến trưa thứ Năm đến gần Đài Loan. Cơn bão sẽ suy yếu và nó sẽ là một cơn bão mạnh khi đổ bộ có sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 14-15. Sau đó, bão số 5 sẽ băng qua đảo Đài Loan và đi vào eo biển Đài Loan, tiếp cận bờ biển từ miền Trung Phúc Kiến đến miền Đông Quảng Đông và sẽ lại đổ bộ vào bờ biển khu vực này từ sáng sớm đến sáng ngày thứ Năm. Khi nó đất liền, sẽ là một cơn bão nhiệt đới mạnh hoặc cuồng phong với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 11-12. Bão số 5 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay. Do ảnh hưởng của bão, từ 20 giờ ngày thứ 3 đến 20 giờ ngày thứ 4, phần phía nam của biển Hoa Đông, vùng biển phía đông Đài Loan, eo biển Đài Loan, eo biển Bahi, eo biển Balintang, đông bắc một phần của biển Đông, bờ biển phía đông nam của Chiết Giang, tỉnh Đài Loan và bờ biển Phúc Kiến sẽ có gió mạnh cấp 7 đến 9 dọc theo bờ biển phía đông của Quảng Đông và gió giật cấp 10 đến 11 ở một số nơi. Vùng biển khu vực Đài Loan và những nơi khác có mưa to hoặc mưa rất to và hầu hết Đài Loan có mưa cực lớn. Trong 3 ngày tới, hầu hết các vùng phía Tây Đài Loan, Bắc Trung Quốc, hầu hết Đông Bắc Trung Quốc, Nam Giang Nam, miền Trung và miền Đông Nam Trung Quốc, miền Tây Nam Trung Quốc sẽ có mưa rào từ nhẹ đến vừa, miền Trung và miền Đông Nam Trung Quốc, miền Trung và miền Đông Nam Đài Loan, miền Trung và miền Đông Quảng Đông, miền Đông và miền Nam Phúc Kiến có mưa to, ở Đông Nam Chiết Giang, miền Trung Hà Đào, miền Bắc Sơn Tây và miền Tây, miền Trung Hà Bắc có mưa to, mưa cực lớn ở các vùng ven biển Phúc Kiến, Đài Loan và miền Trung và phía Đông Quảng Đông. Các khu vực nêu trên có mưa dông ngắn ngày kèm theo gió rất mạnh hoặc đối lưu khí hậu mạnh như mưa đá. Hiện tại tâm bão mạnh số 5 năm nay Fabi ở trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Hoa Liên, tỉnh Đài Loan khoảng 500 km về phía Đông Nam, vào lúc 5 giờ ngày thứ 3, ở 23,4 độ Vĩ Bắc và 126,5 độ Kinh Đông, có 14 cấp độ gió từ 45 m/s, áp suất không khí thấp nhất ở trung tâm là 950 HPA. Dự báo từ 8 giờ ngày thứ 3 đến 8 giờ ngày thứ 4, Tây Nam Tân Cương, Trung và Đông Thanh Hải, phần lớn Tây Tạng, Trung và Đông Cam Túc, Ninh Hạ, Bắc Thiểm Tây, Nam Trung và Tây Nội Mông, Liêu Ninh, Nam và Đông Cát Lâm, Đông Nam Hắc Long Giang và Bắc Trung Quốc, Nhất Tây và Bắc Sơn Đông, Trung và Tây Tứ Xuyên, Tây Vân Nam, Đông Chiết Giang, Đông và Nam Phúc Kiến, Đài Loan, Trung và Đông Quảng Đông, Hải Nam có mưa rào từ nhẹ đến mưa vừa, mưa to, miền Trung Sơn Tây, miền Đông Liêu Ninh và miền Đông Nam Cát Lâm có mưa lớn. Ở một số khu vực như miền Nam Tân Cương và vùng núi phía Tây ở miền Nam Tân Cương có mưa to hoặc mưa rất to. Ở hầu hết Đài Loan, Đông Nam Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến có mưa cực lớn. Ở các vùng của Đài Loan có mưa lớn, có gió Tây Bắc cấp 6 đến cấp 8. Thời tiết đối lưu mạnh như dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá. Có gió cấp 4 đến 6 ở phía Bắc Tân Cương và cát hoặc bụi nổi ở các khu vực phía Nam lưu vực Tân Cương. Vùng biển phía Đông Đài Loan và vùng biển phía Nam, Nam biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9. Ở một số vùng biển có gió giật cấp 10 đến cấp 12, vùng biển gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 16. Ngoài ra, trên vùng biển Bột Hải còn có gió cấp 5 đến 6 cấp Đông Bắc. Tính đến 11 giờ ngày hôm qua, cơn bão số 5 đã làm cho 1,222 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 34 người chết và 42 người mất tích, di rời khẩn cấp và tái định cư 98.000 người. Đây là những gì phóng viên biết được từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ. Để giúp tái định cư cho những người bị ảnh hưởng, Bộ Nội vụ đã khẩn trương điều động 2.000 liều cứu trợ thiên tai và 1.000 giường gấp từ khu dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương Trường Sa đến Quảng Đông vào ngày hôm qua. Theo báo cáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông đã phân bổ 1.200 chiếc liều, 4.000 chăn bông, 1.000 giường gấp và 2.000 bộ quần áo cho khu vực thiên tai. Người dân vùng lũ thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông di chuyển đến khu vực an toàn. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 23 giờ ngày hôm qua, bão số 5 đã khiến tổng cộng 34 người chết và 42 người mất tích tại 3 thành phố Gao, Si và Giang Chun của tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và người mất tích là thiên tai lũ lụt, thiên tai địa chất, do mảnh vụn và các thiên tai thứ cấp khác do mưa xối xả gây ra. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, bão số 5 đã khiến hơn 400.000 người ở Quảng Đông bị ảnh hưởng và 34 người chết. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, lượng mưa lớn do bão số 5 mang đến đã khiến 435.230 người ở 57 thị trấn và làng mạc thuộc 6 huyện, thành phố ở Dương Giang, Mao Ninh, Du Phu và các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông. Cho đến nay, ngoại trừ hơn 80 người ở thị trấn Ma Gui, thành phố Gao, thành phố Mao Ninh chưa được chuyển đi do sạt lở đường, 45.101 người còn lại đã được chuyển đến nơi an toàn, 286 ngôi nhà bị sập, 208.230 ha hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 525 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về các cơ sở bảo tồn nước là 145 triệu nhân dân tệ, 34 người chết ở thành phố Si, Mao Ninh. Bộ CHQS tỉnh Quảng Đông yêu cầu các bộ phận liên quan nỗ lực hết mình thực hiện công tác cứu trợ,
cứu nạn thiên tai khẩn cấp và di chuyển, tái định cư những người bị mắc kẹt kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân, tăng cường kiểm tra, trực ban hồ chứa, thủy điện, kè, cống, khẩn trương khắc phục hư hỏng cần tiến hành mọi biện pháp có thể để tu bổ, sửa chữa cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, giao thông vận tải, điện lực có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Quân đội đóng quân tại Quảng Đông và các đội cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng ứng cứu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và chuẩn bị trong công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai để đảm bảo rằng họ có thể được điều động bất cứ lúc nào khi cần cứu trợ thiên tai, được điều động bất cứ lúc nào khi cần cứu trợ thiên tai. Được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo tin bão mới nhất, bão số 8 tăng cấp nhanh chóng tiếp tục hướng về bờ biển phía Nam Trung Quốc. CNN đưa tin bão số 8 đã mạnh lên nhanh chóng trong 36 giờ qua từ áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, có khả năng bão số 8 sẽ tăng cấp thành siêu bão trong những giờ tới. Bão số 8 có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, khiến tình trạng lũ lụt vốn đã nghiêm trọng càng trở nên tồi tệ hơn trên khắp vùng Đông Nam của Trung Quốc. Tổng cộng thiệt hại kinh tế do bão và lũ lụt Trung Quốc lên tới hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Theo tờ Taiwan News, vào lúc 2 giờ sáng qua, bão số 8 cách cực Nam Trung Quốc khoảng 500 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 19 km/h. Nó có bán kính 120 km và có sức gió duy trì tối đa 172 km/h, giật lên tới 208 km/h. Viết trên WeChat ngày hôm qua, Giám đốc Cơ quan Thời tiết Trung Quốc NCC, ông Yuan Jinchuang cho biết tốc độ phát triển nhanh chóng của bão số 8 thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn sự phát triển bùng nổ của bão Idan. Ông Yuan cảnh báo rằng cơn bão này phải được ứng phó một cách thận trọng. NCC dự báo bão số 8 sẽ đến gần Trung Quốc đại lục vào cuối tuần này. Dựa trên tốc độ và đường đi hiện tại của cơn bão, NCC dự kiến sẽ đưa ra cảnh báo trên biển đối với bão số 8 vào khoảng từ chiều tối ngày hôm nay. Theo NCC, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến đường đi của bão số 8 là một sườn núi áp suất cao ở Tây Thái Bình Dương. Nếu hệ thống áp suất cao suy yếu sớm hơn dự kiến, bão số 8 sẽ quay về phía Bắc và đổ bộ vào Trung Quốc. Nếu hệ thống được duy trì ổn định, cơn bão sẽ duy trì đường đi theo hướng Tây hơn và chỉ đi qua phía Nam Đài Loan qua kênh Ba Chi. Nhà khí tượng học Tom Sutter của CNN dự báo bão số 8 sẽ thực sự bùng nổ thành siêu bão. Ông mô tả bão số 8 như một con quái thú có mặt bão được xác định rõ với các xoáy nóng xung quanh tâm, khiến áp suất khí quyển giảm thêm, đồng thời nhắc lại rằng nó thực sự sẽ bùng nổ. Bão số 8 chỉ là một hệ thống thời tiết nguy hiểm đang tràn qua phía Tây Thái Bình Dương. Bão Mayu đã đổ bộ vào Philippines vào đêm qua, lũ lụt và sạt lở đất gây ảnh hưởng nặng nề tới Cam Túc, khiến tỉnh Tây Bắc Trung Quốc phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt đêm qua để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại huyện Chu Khúc của tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng và được dự báo sẽ tiếp tục trong những ngày tới, Tân Hoa Xã đưa tin có 4 đợt mưa lớn kể từ mấy ngày qua gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chu Khúc thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ, Cang Nam, tỉnh Cam Túc, dẫn tới thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 595 triệu nhân dân tệ, khoảng 85,9 triệu đô la Mỹ. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục, thị trấn Kogana đã ghi nhận lượng mưa từ 170mm đến 180mm, đường xá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt, hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp. Tỉnh Cam Túc đã nâng cấp cấp độ ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai lên cấp 3, cấp độ cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp. Chu Khúc là khu vực dễ bị sạt lở bùn đất, huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo Tân Hoa Xã, lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, khiến 5 người chết và 2 người mất tích. Theo giới chức địa phương thông tin ngày hôm qua cho biết, thiên tai do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 407.500 người trong thành phố và hơn 72.000 người phải di rời. Kể từ những ngày qua, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn chống lũ lụt ở mức cao nhất.
chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,8 triệu nhân dân tệ, 2,54 triệu đô la Mỹ để cứu trợ. Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong 10 ngày chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây của đất nước, với nhiều đô thị trong đó có Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đại hồng thủy số 4 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới khẩn cấp khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh và quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin ngày hôm qua, ba lữ đoàn công binh 249, 279 và 293 thuộc binh chủng công binh quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để làm công tác cứu hộ và cứu nạn. Trong bối cảnh đập Tam Hiệp đang phải xả lũ với lưu lượng hơn 50.000 mét khối trên giây, mức xả được giảm mạnh nhất từ 5 con đập được đi vào hoạt động vào năm 2003. Người ta đang lo ngại rằng phải chăng con đập Tam Hiệp đang va vấp phải một sự cố hay vấn đề nào đó khi lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại huy động được nhiều lực lượng công binh đến như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, theo các nhà quan sát về đê điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự báo đến cuối tuần này, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ ở mức 165,6m. Theo thiết kế, con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175m, có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10m nữa là sức chịu đựng của con đập sẽ đến giới hạn cực đại. Hơn lúc nào hết, cả thế giới đang cùng nhau nín thở và chờ đợi số phận của nó. Số phận của con đập Tam Hiệp liệu có trụ nổi hay không? Kính thưa quý vị, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 170 hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng một số đập thủy điện lớn khác sẽ tham gia kiểm soát đợt lũ số 4 và giảm áp lực cho đập Tam Hiệp. Mặc dù đã được dự báo từ sớm, nhưng đợt lũ số 4 vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho một số tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam. Mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981, thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử khiến 1,5 triệu người Trung Quốc mất nhà cửa, 360.000 người dân Trùng Khánh bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều đường cao tốc, công trình bị ngập lụt và hư hại, ít nhất 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị thiệt hại và phải dừng hoạt động. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy, nước lũ nhấn chìm cả những biển quảng cáo cao 3 mét tại một số con đường của thành phố. Ở Tứ Xuyên, chính quyền và người dân vẫn nỗ lực bảo vệ di sản tượng Lạc Sơn Đại Phật khỏi hư hại do lũ lụt. Nước lũ đã ngập đến chân tượng Phật khổng lồ có niên đại hơn 1.200 năm tuổi. Và bắt đầu rút dần, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đợt lũ xuống kèm theo thảm họa địa chất đã khiến cho 140 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam, gần 40.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt. Một thông tin rất đáng quan ngại khi tỉnh Vân Nam là một trong những nơi giáp với biên giới Việt Nam của chúng ta. Hiện, theo nguồn tin của người dân địa phương tại các cửa khẩu cho biết, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới tìm đủ mọi phương cách như mua chuộc người bản địa dẫn đường, vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các đường tiểu ngạch, hòng mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú. Nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24/24 giờ, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Vì nhiều người trong cộng đồng mạng, trong và ngoài nước cho rằng, nhân tử với giặc chính là tự bắn vào chính mình. Lòng nhân đạo cần phải đặt đúng nơi và đúng chỗ. Người Trung Quốc xưa nay thật giả, lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước, thành phần nổi loạn. Một khảo sát nhẹ được đưa ra, nếu quý vị khán thính giả là người quyết định thì chúng ta có nên giúp đỡ phần nào cho những người Trung Quốc tội nghiệp kia đang ở bên kia biên giới khi họ vẫn ngày đêm cầu mong chúng ta mở cửa cư mang họ. Đừng quên để lại lời bình luận của mình ở bên dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ hơn nhé. Quay trở lại với tình hình thiên tai tại Trung Quốc, theo thống kê của Cục Tính toán, ước tính thiệt hại ban đầu đối với các tỉnh miền Nam của Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 453,7 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay, tỉnh này vẫn đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống liên lạc, điện, nước và giao thông trong khi tiếp tục cứu hộ người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng hiện cũng được triển khai cứu hộ những người còn đang mắc kẹt trong nhà không kịp đi sơ tán, ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người còn đang mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến hơn 400.000 người và khiến 72.000 người phải sơ tán.
chính quyền tỉnh Cam Túc thông báo, tại Trùng Khánh vào khoảng 6 giờ sáng nay, mực nước đo được tại trạm thống thang trên sông Dương Tử đạt 191,55m, cao hơn 0,14m so với mức kỷ lục và vẫn còn tăng lên. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống sông ngòi trong thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi rất khó thoát nước. Quan chức thuộc Trung tâm Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét, trận lũ thứ tư đã khiến Trùng Khánh thiệt hại 340 triệu đô la Mỹ, hơn 360.000 người bị ảnh hưởng trong một diễn biến hết sức nghiêm trọng có liên quan. Hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá nhanh và gấp gáp, khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 16 phút sáng ngày hôm nay, trận lũ ống trên bắt nguồn từ thượng nguồn con sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở con sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Mã Long, một người dân 73 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nói rằng vào khoảng 20 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, đường, điện thì bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày. Nhiều đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những cơn lũ ống lũ quét đang ầm ầm ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm hôm qua tới tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét đêm ngày hôm qua. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện, lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê Dương Tử hoang tàn như sa mạc. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết, tính đến sáng ngày hôm nay, những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh thành phố nói trên và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc để cho thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2022 chính là một năm đại thảm họa và đầy đen tối đối với Trung Quốc. Người đàn ông 73 tuổi ở hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp còn than vãn rằng, chúng tôi chưa từng chứng kiến thảm họa nào mà như thảm họa dịch bệnh COVID-19 và thiên tai như năm nay. Thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa bao giờ chứng kiến các hiện tượng tồi tệ như thế này. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng, vậy tại sao từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền Trung Quốc, Bắc Kinh lại liên tục gặp những điều đen tối đến như vậy? Phải chăng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc mang lại những vận mệnh không tốt cho đất nước này? Đó chính là câu hỏi hiện chưa có câu trả lời. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, chính ông Tập Cận Bình là người đang đem lại những điều không may mắn cho Trung Quốc, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính ông ta là người gây ra những rắc rối, những hiểm khích hay những đụng độ căng thẳng trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất, đó là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền của Trung Quốc thì 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì Trung Quốc đã gây hấn với cả 13 nước. Chỉ cần nhìn vào điều đó thôi, chúng ta cũng hình dung ra rằng chính phủ của Trung Quốc là như thế nào rồi. Chưa kể tới việc chính quyền ông Tập Cận Bình đã chế tạo ra một loại vũ khí sinh học mang tên là COVID-19 để bây giờ nó lây lan, đem đau thương cho cả nhân loại. Đây chính là tội ác của Trung Quốc, cho nên mẹ thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay để trừ khử Bắc Kinh. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, quả đúng là không sai. Bất kể những ai mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý và đi ngược với an ninh an toàn của thế giới thì đều bị trừng phạt, nhưng tất cả đều cầu mong đấng tối cao hãy sáng suốt che chở bảo vệ những người dân vô tội trước dòng nước lũ. Chỉ mong sao nước lũ nhấn chìm bè lũ vô thần, vô độ đang ăn sung mặc sướng ở Bắc Kinh. Chính những kẻ này mới là sự căn nguyên tất cả tội ác của đất nước Trung Quốc. Có thể kể đến như lão già Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh và Cảnh Giảng. Trừ những người dân của Trung Quốc, họ chỉ bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dắt mũi mà thôi. Từ đầu tháng 6 cho đến nay, lượng mưa vẫn chưa ngừng nghỉ ở trên đất nước và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Đất đai ở nhiều miền núi khô cằn lâu ngày không có nước, những trận mưa to đã ngấm nước dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Nhưng cơn lũ đổ về khiến cho dòng nước lũ dâng cao bất thường đổ về sông Dương Tử, gây nên cảnh lũ lụt lịch sử, làm cho số người chết tăng vọt lên 145.000 người chỉ sau một đêm.
tình trạng chạy trốn đập Tam Hiệp, vỡ đập thủy điện ở Tứ Xuyên, hàng triệu người bỏ của chạy lấy người. Như chúng tôi đã đăng tải trong các bản tin trước về tình hình của đất nước Trung Quốc. Kính thưa quý vị thân mến, sau một đợt hạn hán kéo dài kỷ lục tại Trung Quốc được lên sóng lịch sử trong vòng 40 năm qua, hàng triệu người vượt biên không thành khi ngọn núi đổ sập chắn ngang tại biên giới phía Bắc Việt Nam. Thời tiết bất thường ở một vùng rộng lớn thượng nguồn sông Dương Tử, từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh và Vũ Hán, rồi lại bất ngờ thời tiết thay đổi một cách đột ngột. Mưa dông kéo dài bất ngờ xuất hiện nhiều hơn, đã có mưa lớn tại nhiều vùng miền núi, ở những vùng rất khô và gần như là trải dài trên khắp lãnh thổ của Trung Quốc, một lãnh thổ rộng lớn nhất của thế giới, không chỉ xuất hiện những đợt mưa to mà còn xuất hiện luôn cả những đợt mưa kéo dài rất dài. Ngoài ra, lũ lụt ảnh hưởng đến 28,5 triệu người, hầu hết các nước phương Tây ước lượng có thêm 3,74 triệu người. Những trận lũ lụt thiên tai đất nước phải gánh chịu là cực kỳ nghiêm trọng. Khi đại dịch COVID-19 can quét qua đất nước này và dịch bệnh đã bùng phát trở lại Bắc Kinh, Bắc Kinh hiện tại và bây giờ đã trở thành một trong những thành phố chết của Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại. Những cơn mưa dai dẳng như chút nước từ đầu tháng 8 năm nay ở các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc. Hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại huyện Tây Nam của Trung Quốc khiến cho đường xá bị san lấp và một đập thủy điện đã bị vỡ. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở một huyện tự trị tỉnh Tứ Xuyên. Có thể thấy, một lượng lớn cây cối, đất đá đã tụt xuống và chắn ngang một con đường, cuốn theo đó là lượng nước khổng lồ trong hồ chứa dẫn đến con đập thủy điện phải xả lũ. Từ sự vụ đau thương kia đã cho chúng ta chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Nhiều ngôi nhà của người dân thường ở chân đồi đã bị chôn vùi, hàng triệu người dân thi nhau chạy khỏi Trung Quốc, trước mắt họ là tử thần. Lở đất kèm theo nước lũ dâng cao khiến cho con đê trên sông Duy Linh bị vỡ và gây nên mất điện ở trạm thủy điện Mai Long. Theo đài quan sát Tứ Xuyên, nhiều chiếc xe ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn trôi xuống sông. Và phòng điều hành của trạm thủy điện bị cuốn hút trong trận lở đất lúc 14 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương Bắc Kinh. Chính quyền tự trị thông báo gần 50 mét khối đất đá đã chắn ngang một con sông và chôn vùi nhiều người dân đang sinh sống ở đây. Đến sáng nay, giao thông vận tải trên tuyến đường này đã bị tắc nghẽn. Chính quyền ở đây đang lên kế hoạch lấy 50.000 khối đất đá ra để tìm kiếm những người bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh sát giao thông được triển khai ở hai lối đầu vào và ra, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang một con đường khác. Hơn 1.700.000 người ở khu vực gồm 7 tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sự cố vỡ đập xảy ra. Tính đến sáng ngày hôm nay, theo thống kê của Ủy ban khắc phục lũ thiên tai thì đã có hơn 300 người chết và mất tích, gần 7.000 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị chôn vùi và cuốn theo dòng nước lũ, hàng triệu tài sản hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Trong năm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Lượng mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1949 cho đến nay, các lượng mưa lớn này đã gây nên sự cố ngoài ý muốn của chính quyền Trung Quốc trong tháng này, đã phá hủy mùa màng và Bắc Kinh đã phải sơ tán 88,2 triệu người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt mưa bão năm nay đã gây ra nhiều tổn thất cho khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã và đang phải trải qua những cơn mưa, những trận mưa lớn trên diện rộng kéo dài và gây lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất là 10.000 người, thiệt hại với kinh tế hàng tỷ nhân dân tệ. Mực nước tại hồ chứa đạt mức 144m vào cuối tuần trước, cao hơn 2m so với mức cảnh báo. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500m3 lên 26.500m3 mỗi giây chỉ sau một ngày, đã làm dấy lên những lo ngại về cấu trúc của các con đập đang đứng trước sức ép vô cùng lớn. Người dân cần phải được sơ tán ngay lập tức. Tin đồn về việc đập Tam Hiệp sắp vỡ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như đang đổ thêm dầu vào lửa. Tờ báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay dẫn lời một chuyên gia nhận định về đập Tam Hiệp được thiết kế là đủ sức chịu áp lực và chịu được hàng tỷ tỷ mét khối nước. Các nhà nghiên cứu về khoa học kỹ thuật của Trung Quốc nhận định rằng đập Tam Hiệp vẫn đang an toàn, kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lượng nước hồ chứa đổ về đạt 75.000m3 mỗi giây. Hiện tại, cao hơn mức cảnh báo lũ và 2m, nghĩa là đập Tam Hiệp phải xả gấp để cân bằng lại. Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc luôn tỏ ra vẻ bề ngoài rằng đất nước mình an toàn, đất nước mình là số 1.
nhưng những người dân nơi đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mà nếu không có những thông tin này thì chúng ta cũng chẳng biết được rằng đất nước Trung Quốc là như vậy. Ông ta nói là đập Tam Hiệp vẫn an toàn và sẽ an toàn hay sao? Đúng là hiện tại thì vẫn an toàn, hiện tại vẫn chưa vỡ, nhưng trong tương lai chẳng biết khi nào con đập này sẽ vỡ. Vậy mà ông ta dám đảm bảo cho mọi người vẫn an toàn. Vậy tại sao ông ta không cảnh báo cho người dân của Trung Quốc rằng đập này có nguy cơ vỡ để người dân kịp phòng, chống và đưa ra những biện pháp để phòng phù hợp thiên tai, địch họa? Đập Tam Hiệp này hiện tại đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết sẽ bị vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng đây là chuyện bình thường trong mùa mưa, nước không phải là thách thức lớn nhất và là số một của hồ chứa. Một số chuyên gia cho rằng lời khẳng định của Ki Sun, nhà nghiên cứu Viện Cơ học của Trung Quốc, giống như mang tính chính trị, chứ không phải là mang tính kỹ thuật của một nhà khoa học. Tân Hoa Xã thì không phủ nhận tin đồn này, khẳng định con đập Tam Hiệp vẫn an toàn. Thay vào đó, cơ quan này phát đi bản tin về số con tàu đi vào đập Tam Hiệp và những thành tựu mà con đập Tam Hiệp có thể nhận được, đó là lưu lượng điện. Nhưng thay vào đó, họ chẳng bao giờ đăng tin về những thiệt hại cho việc xây dựng đập Tam Hiệp. Kể từ khi động đất xảy ra nhiều hơn, khí hậu bị thay đổi kèm theo rất nhiều thiên tai mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Nhưng truyền thông của nhà nước chẳng bao giờ loan tin những thông tin khi đó. Tân Hoa Xã đã khẳng định rằng hệ thống thang máy dành cho tàu bè tại đập Tam Hiệp cũng như nhiều cấu trúc khác của nó vẫn an toàn. Năm nay có đến 146.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trên các tàu qua đập Tam Hiệp. Theo truyền thông và chính diện báo Trung Quốc trích dẫn các bản tin từ ngày đầu tháng 8 cho đến nay, đưa tin rằng có hàng chục triệu người đã bị thiệt hại do trận mưa lớn gây ra lũ lụt lở đất tại miền nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ đã tác động đến 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời và 1.300 ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đến 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 466 triệu đô la Mỹ. Kính thưa quý vị khán giả, tại Trung Quốc, lũ quét và sạt lở đất có xu hướng gia tăng cho năm nay, đẩy hàng triệu người dân tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc rơi vào tình trạng mất nhà cửa và kế sinh nhai. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc thông báo sự xuất hiện của trận hồng thủy số 4 trong năm nay ở thượng nguồn sông Dương Tử, khi dòng chảy đổ về hồ chứa Tam Hiệp tương đương trận lũ lớn vào năm 1998. Theo SCMP, trận lũ có tốc độ dòng chảy lên tới 80.000 mét khối trên giây. Bên cạnh đó, thì thành phố Bắc Kinh cũng đang có nguy cơ bùng nổ đợt dịch cúm mới. Bắc Kinh đã và đang phải gồng mình gánh thêm những hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt gây ra. Quả là năm 2022 này, thực chẳng phải một năm dễ dàng, mưa lớn kéo dài làm gãy cầu, nhà sập tại các thành phố lớn và ngay đến cả đường cao tốc cũng ngập úng. Số người thiệt mạng vào mùa mưa năm 2022 khiến Trung tâm Dự báo Hạn hán và Lũ lụt Trung Quốc phát đi tin khẩn cấp cảnh báo người dân phải chú ý các trận lở đất và lũ quét thường xảy ra trên toàn Trung Quốc trong mùa mưa. Khi các trận mưa lớn xảy ra thường xuyên và kéo dài không ngớt, trong khi thảm họa thiên nhiên ngập trời thì người dân vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát thêm nhiều dịch bệnh gây chết người. Trong bối cảnh các nguồn lực y tế đang gồng mình ứng phó với đại dịch cúm biến thể mới ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước Trung Quốc, theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau trận bão vừa qua, một trận sạt lở kèm lũ quét kinh hoàng lại tiếp tục ập đến vào rạng sáng nay tại huyện Phúc Cung thuộc tỉnh Vân Nam, trong khi người dân vẫn đang ngủ say, mang lại nhiều tang thương mất mát cho người dân khi tài sản dường như đều trôi theo dòng lũ, thậm chí có người vẫn còn mòn mỏi ngóng chờ tung tích thân nhân. Theo thống kê sơ bộ thì ít nhất 544 người thiệt mạng. Theo giới chức địa phương thì lũ cuồn cuộn đổ về miền núi phía nam Trung Quốc trong những ngày qua khiến ít nhất 113 người chết và mất tích. Sạt lở khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Một số địa phương thì bị cô lập. Đất đá sạt lở gây thiệt hại nặng tại các huyện Miên Liêu, 191 ha lúa, 0,4 ha mạ gieo và 98 ha hoa màu tại các tỉnh nói trên cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng với đó, mưa lũ đã khiến 50 mét kè cùng 39 căn nhà bị hư hại. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì hơn 15 triệu người dân miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Với lượng mưa lớn bất thường nhấn chìm và cuốn trôi nhà cửa, giờ đây toàn bộ lực lượng cảnh sát cứu hộ đều được huy động lên tuyến đầu giúp đỡ người dân.
Hiện nay, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn liên tục theo dõi sát sao tình hình bởi giai đoạn vào tháng này mới là mùa lũ chính. Riêng phía Nam Trung Quốc, những trận mưa dài đã kéo dài hơn một tháng, ảnh hưởng đến 24 tỉnh thành, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng, 39 người thiệt mạng và mất tích, 7.300 căn nhà bị sập, 138 ngôi nhà bị hư hỏng, tổn thất kinh tế lên đến 11,5 tỷ đô la Mỹ. Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây, Vân Nam, Hồ Nam, Quế Lâm và những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trận mưa, các thành phố ngập úng, hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp. Huyện Dương Sóc, Quế Lâm, Trung Quốc rơi vào tình trạng ngập úng, những chiếc ô tô bị lũ lụt cuốn trôi, nối đuôi nhau chìm trong biển nước. Nếu muốn di chuyển, người dân phải dùng thuyền và buộc phải đi cùng nhau. Những cơn lũ còn gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, khiến một chiếc xe hơi rơi xuống ao cá sâu hơn 7 mét. Một gia đình 4 người có 3 người tử vong. Giới chức Trung Quốc cảnh báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng vì còn rất nhiều người đang bị vùi lấp. Cũng theo kênh tin, thời tiết nước này cho biết dù bão đã tan đi, nhưng tình hình thời tiết tại khu vực phía Đông và Nam Trung Quốc vẫn đang có diễn biến phức tạp. Chuyên gia khí tượng quốc gia cho biết, bên cạnh việc lũ quét gây sạt lở thì mưa lớn kéo dài như này gây ra sự cố tràn nước tại các đập ở 4 huyện phụ cận cũng nhấn chìm khoảng 10.000 nhà cửa ở thành phố Bảo Xuân, Vân Nam. Cũng theo Reuters cho biết, một nửa các quận huyện ở Hồ Nam và Quảng Đông vẫn bị ngập nước, khiến 1 triệu gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, không có điện sinh hoạt. Các chuyên gia đánh giá, mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm và điều tồi tệ hơn cả là nguy cơ rình rập của một loạt các dịch bệnh khác như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy hay dịch bệnh cúm, khiến diễn biến nghiêm trọng hơn. Theo đánh giá Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, mùa mưa là thời điểm lượng lớn người dân ở các vùng núi Trung Quốc sẽ bị tổn thương bởi các dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh trùng xoắn, móc câu và dịch tả. Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc hứng chịu dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng với hơn 201.000 ca mắc và 180 ca tử vong. Giới chuyên gia chỉ ra nguyên nhân khiến các bệnh dịch trên bùng phát tại phía Nam Trung Quốc, bởi đây là khu vực có địa hình trũng, môi trường thuận lợi phát triển muỗi, gây bệnh sốt xuất huyết và sốt rét, trong khi môi trường sinh hoạt của hàng triệu người dân không được đảm bảo. Khi họ sống tại những bãi đất trống hoặc lều bạt tạm bợ, thiếu nguồn thực phẩm nước uống an toàn. Tình hình bão tố lũ lụt tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp khi vào ngày hôm qua, một cơn bão được mệnh danh là siêu bão đã tiếp tục đổ bộ vào nước này. Cơn bão tàn phá nhiều cây cối, cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm cơ sở nuôi thủy sản của người dân trong vùng bị san bằng trong tích tắc. Đến trưa hôm qua, chỉ tính riêng tại thành phố Ôn Châu, các giới chức chính quyền địa phương cho hay số nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 7 gây ra lên tới 27 người và 25 người khác bị thương, trong khi 11 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại 3 tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt và lở đất từ cơn bão gây ra. Hiện có ít nhất 49 người đã thiệt mạng tại 3 tỉnh này. Gần 14.000 người vẫn lưu lạc tại các trung tâm sơ tán và hơn 23.000 người thiếu điện, nước sinh hoạt do cơn bão gây ra. Kính thưa quý vị khán giả, siêu bão số 7 sau khi hoành hành và tàn phá đất nước Philippines cách đây 2 ngày thì di chuyển thất thường về phía Tây Bắc, tiến vào vùng biển Hoa Đông. Sau đó cơn bão đã mạnh lên và đổ bộ vào vùng biển phía Đông Trung Quốc, khiến 7 tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải. Quận Động Đầu thuộc thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, từ 105 đến 160 km/h, giật cấp 17. Truyền thông nhà nước đưa tin, 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết mực nước sông Fini đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên các tỉnh Sơn Tây trong 12 giờ từ đêm đến sáng. Tỉnh này ghi nhận lượng mưa trung bình 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 18 thành phố ghi nhận mức lượng mưa trên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2020. Tại vùng biển phía đông bắc của Động Đầu, tỉnh Chiết Giang, lúc 4 giờ 15 phút rạng sáng nay, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, ban kính gió mạnh cấp 12, giật cấp 13, khoảng 160 km/h tính từ tâm bão.
Cơn bão số 7 kèm theo mưa lớn dữ dội đánh sập một nhà giàn HD của công ty dầu khí Trung Quốc rồi tiến sát vào đất liền, tiếp tục có gió xoáy gây sạt lở đất, khiến khoảng 5.800 ngôi nhà bị phá hủy. Khi đổ bộ vào nước Trung Quốc vào sáng ngày hôm thứ Hai, bão đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực của các tỉnh. Hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại, bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị ngập nước. Theo ước tính của chính quyền địa phương cho biết, thiệt hại do bão số 7 gây ra đối với ngành nông lâm ngư nghiệp tại 4 tỉnh này là nặng nề nhất, với tổng trị giá lên tới 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tổng thiệt hại dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chưa có số liệu thống kê đầy đủ. Tại một số tỉnh vẫn bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, Trung Quốc được dự báo có thể sẽ tiếp tục hứng chịu thêm các thảm họa do cơn bão gây ra. Cơn bão ập đến, nó mang theo mưa to và gió lớn. Ước tính lượng mưa tại các tỉnh đo được từ 300 đến 500mm đã trút xuống khu vực các tỉnh phía Đông và Đông Nam Trung Quốc. Bão mạnh cũng ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch. Tại thành phố Cảng Thanh Đảo, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Chiết Giang, toàn bộ các điểm du lịch đều phải đóng cửa, giao thông bị đình trệ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường sắt và xe buýt đã phải ngừng hoạt động. Các lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát và nhân viên, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn. Nhằm để ứng phó và đẩy mạnh công tác cứu trợ những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất nhằm để khắc phục hậu quả từ cơn bão. Theo ước tính, khoảng 6,5 triệu người tại Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải bị ảnh hưởng nặng bởi bão lụt. Một chiếc xe khách đã bị cuốn phăng xuống sông ở khu vực ngoại ô thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 101 người khác mất tích. Các nhà chức trách cho biết 37 trong số 51 hành khách trên xe buýt đã được giải cứu ở tỉnh Sơn Tây. Lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 hectare đất nông nghiệp. Tổng cộng, khoảng 17,5 triệu người ở Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra bởi lượng mưa lớn, gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Kính thưa quý vị khán thính giả, thông tin rất mới và rất nóng liên quan đến động đất lũ lụt tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua khiến cho lượng mưa phá kỷ lục, nước sông Dương Tử ngập tràn, Trùng Khánh và Vũ Hán chìm trong biển nước, đập Tam Hiệp phải mở thêm 3 cửa xả, nhiều người bị lũ cuốn trôi, trâu, bò, gà, vịt, mồ màng coi như mất trắng. Chính quyền kêu gọi người dân đóng tiền góp sức với nhà nước để chống lũ khi lo sợ nạn đói sẽ xảy ra với Trung Quốc do lũ lụt dâng cao. Thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã gửi cảnh báo 3 lần liên tiếp trong 27 phút. Quận Tú Sơn cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo bão màu cam. Trong 3 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại 3 thị trấn là Hải Dương, Đại Khê, Thạch Khê của quận Tú Sơn đã đạt tới 500mm. Dự kiến lượng mưa trong tương lai sẽ tiếp tục ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên và nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở núi là rất cao. Vào sáng ngày hôm qua, quận Kỳ Giang đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng do ảnh hưởng bởi những đám mây giông bão. Dự kiến gió mạnh và mưa lớn sẽ xảy ra ở quận Kỳ Giang trong vòng 3 ngày tới. Vào sáng ngày hôm qua, tỉnh Giang Tây đã phát đi tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng. Dự kiến trong vòng 24 giờ tới, thời tiết sấm sét sẽ xuất hiện ở khu vực phía Nam và miền núi Nam Bộ dọc theo con sông Dương Tử. Trước đó vào ngày hôm qua, thành phố Vũ Hán ở hạ lưu đập Tam Hiệp liên tiếp mưa lớn, lượng mưa đo được trong ngày cho thấy đây là lượng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cao hơn cả mùa hè năm 2020 từ 30 đến 50mm cũng vào ngày hôm qua. Cuộc họp báo của chính quyền thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo về công tác ứng phó mưa trong kỳ tuyển sinh đại học. Từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm ngày hôm qua, Vũ Hán có lượng mưa lớn, lượng mưa đo được lớn nhất lên tới 427mm. Hội nghị cũng cho biết, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, khả năng mưa sẽ rất to nên học sinh sẽ rất khó khăn để đến điểm thi. Từ 5 giờ sáng ngày hôm qua, Vũ Hán tăng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Truyền thông đại lục cho biết, lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua ở khu hồ Tam Xuân, một người đàn ông không may đã bị điện giật tử vong. Video cho thấy Vũ Hán đã bị ngập nặng, một nhiếp ảnh gia nói, lúc này mà đến Vũ Hán thì chỉ có ngắm biển thôi. Hôm nay Vũ Hán đã bị ngập nước rồi, bạn xem này, nước lại dâng lên. Mạng lưới thủy văn ở sông Dương Tử cho biết, lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, mực nước ở Đại Hoàng Khẩu, Vũ Hán đạt 27m, sát gần mặt nước cảnh báo là 27,3m. Video còn cho thấy mặt nước sông Dương Tử đã tràn đến khu đô thị.
Người quay phim nói rằng đây là sông Dương Tử, hãy nhìn dòng nước kia, nó đã ngập ngang mặt đường, bằng phẳng cả rồi. Ở xa cũng có thể phải dừng lại vì cây cầu này là bằng kết cấu thép, nó sẽ sớm bị cuốn trôi. Trước đó, vào chiều ngày thứ hai, nước sông Dương Tử tại Vũ Hán đã nhấn chìm đến Hoàng Khẩu, Vũ Hán. Ngoài ra, Thượng Hải cũng gặp những trận mưa lớn. Trong khi đó, vào ngày hôm nay, tại khu vực cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu tai nạn và thảm họa kép khi một dòng sông băng ở Himalaya nằm ở phía nam Tây Tạng bất ngờ vỡ và đổ sập xuống, cuốn phăng con đập, phá hủy rất nhiều nhà cửa, đường xá và khiến khoảng 2.500 binh lính của Trung Quốc đang đồn trú tại khu vực này thiệt mạng và mất tích. Tính đến nay, chính quyền khu tự trị Tây Tạng cho biết đã tìm thấy 158 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng xảy ra tại phía nam của cao nguyên Tây Tạng này. Theo báo cáo mới nhất, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm gần 900 binh sĩ được cho là mất tích trong vụ vỡ sông băng. Các binh sĩ xấu số trên thuộc Sư đoàn Bộ binh số 7 của Trung Quốc vừa mới được điều động tăng cường tới khu vực biên giới có tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Ấn Độ, nơi đã làm cho hai nước suýt nữa nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ hai. Trước đó, sông băng trên dãy núi Himalaya cũng bị vỡ và tràn xuống hạ du, băng tan đi kèm theo đất đá và đã gây ra lũ quét, phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình thủy điện, cùng đập nước mà Trung Quốc định tiếp tục tham vọng xây dựng khủng gấp 3 lần đập Tam Hiệp, một siêu đập với công suất 70 GW. Trên sông Yalung Tanspo ở khu tự trị Tây Tạng nhằm tạo ra một loại vũ khí nước uy lực mới để gây áp lực xuống các vùng hạ du và láng giềng Ấn Độ. Khi Trung Quốc ấp ủ con bài nhất tiễn hạ song điêu, chiếc thọc vô tiền khoáng hậu của Trung Quốc, được coi là vũ khí nguy hiểm bóp nghẹt mọi tiềm năng của Ấn Độ. Nhưng đúng như những gì người đời hay nói, người tính không bằng trời tính. Khi đội cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã tìm thấy 9 thi thể tại nhà máy thủy điện gần con đập trên sông này Yalung Tanspo. Kính thưa quý vị thân mến, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới tình hình lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc khi hôm qua đài truyền thông Phương Đông của nước này cho biết một thông tin được cho là khá rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi một con đập cỡ lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ toàn bộ những cửa xả và hoạt động 24/24 giờ. Đài Phương Đông của phía Đông Trung Quốc cho biết hôm qua hồ thủy điện lớn nhất tỉnh lần đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua đã cho mở toàn bộ 9 cửa xả nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho hay hồ thủy điện mang tên là Tân An Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lần đầu tiên trong vòng 100 năm qua khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân An Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ lụt quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân An Giang còn được gọi là hồ Quang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo nằm ở thượng nguồn sông Tiền Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày thứ ba, mực nước ở hồ Tân An Giang đã đạt mức 108,5 m, vượt mức dự trữ cho phép và mực nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Và do mưa lớn lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong sông hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Tờ báo của Trung Quốc còn trích dẫn lời của ông Chen, giám đốc con đập này cho biết, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở khu vực xung quanh hồ chứa lên trong 10 ngày tiếp theo. Nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện chạy hết công suất, vì vậy chúng tôi đã quyết định mở toàn bộ cửa xả để ngăn chặn lũ. Thưa quý vị, hồ thủy điện Tân An Giang là một trong những hồ thủy điện lớn thứ ba của Trung Quốc sau con đập Tam Hiệp và nó được xây dựng từ những năm 1959. Từ đó cho tới nay, con đập đã có ít nhất 7 lần mở toàn bộ các cửa xả. Lần gần nhất mở cửa xả lũ là vào năm 2011. Theo tờ báo SCMP cho biết, hồ thủy điện Tân An Giang có chiều dài 466 m, cao 108 m, công suất 845 MW. Đây là đập thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Trung Quốc với chiều cao hơn 100 m. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nga, của Nhật Bản,
chuyên gia theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố phong ba tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, đặc biệt là cuối tháng 10 và đầu tháng 11, tăng áp lực lớn cho các hồ chứa nước, vì thế mà nguy cơ vỡ đập, vỡ đê lên tới 95%, và nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới, thì an nguy từ con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ cuối tháng 6 tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày. Vì thế mà tất cả các con sông và 26 trên 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở và sóng thần. Ngoài ra, còn có cả động đất và lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê phía Trung Quốc cho biết, đã có ít nhất 293 người thiệt mạng và mất tích, 2.798 ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, TV cũng đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời tàn phá nặng nề đến như vậy. Sáng nay, vụ vỡ đập Khúc Đỉnh, huyện Hồng Động, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người ở thôn Nam Dương Hải thiệt mạng khi hơn 100 mét đoạn bờ đập chứa nước bị vỡ. Vụ vỡ đập xảy ra vào ngày thứ 2 vừa qua, nhưng mãi 3 ngày sau mới được báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin. Tân Hoa Xã cho biết vào lúc 7 giờ sáng thứ hai vừa qua, đoạn đập này bất ngờ bị vỡ toang, kéo theo khoảng 18 triệu mét khối nước ập xuống, nhấn chìm khoảng 19 thôn trong 3 thị trấn ở vùng hạ lưu. Khoảng 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú do nước tràn về rất nhanh. Giao thông trên đường cao tốc và đường sắt gần nơi đập nước này vỡ đã bị ách tắc khoảng hơn 27 giờ. Hình ảnh cho thấy những ngôi nhà không người ở, cây cối, đất đá ngổn ngang do dòng nước lũ bất ngờ cuốn đến và giật sập. Mực nước lũ còn in đậm đến nửa căn nhà của các thôn bị nhấn chìm. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ vỡ đập do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Đỉnh bị thủng, áp lực nước quá lớn đã xé toạc một đoạn hơn 100 mét trong tổng chiều dài hơn 400 mét bờ đập. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, nguyên nhân vỡ đập vẫn đang được điều tra thêm bởi con đập này được xây từ năm 1959 và gia cố vào năm 2004. Theo thiết kế ban đầu, hồ chứa nước của đập Khúc Đỉnh có thể chứa đến 19 triệu mét khối nước. Và khi đập bị vỡ, thì nước trong hồ đã trút xuống hạ lưu, nhấn chìm toàn bộ làng mạc và phố xá. 600 triệu người Trung Quốc chìm vào biển nước nếu vỡ đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị khán giả, do những cơn mưa kéo dài ở miền Nam Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào và hơn 600 triệu người bị ảnh hưởng nếu vỡ đập. Theo đài truyền hình CCTV, lũ lụt ở sông Dương Tử và các nhánh của sông này lên cao nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Các nhà chức trách đã tiến hành sơ tán 40.000 người khỏi khu vực nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo nếu trường hợp vỡ đập Tam Hiệp, ít nhất 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, bao gồm cả cư dân Thượng Hải, Vũ Hán sẽ chìm trong biển nước và bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là còn chưa tính đến những thiệt hại về kinh tế mà Trung Quốc có thể gánh chịu. Các nhà thủy văn Trung Quốc tin rằng con đập này sẽ không thể chịu được lũ lớn. Hình ảnh vệ tinh chụp con đập năm 2008 và năm 2000 cho thấy con đập đã có sự biến dạng rõ rệt. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phủ nhận thông tin này. Họ nói rằng sự khác biệt là do chất lượng hình ảnh vệ tinh. Nhà khí tượng thủy văn nổi tiếng người Trung Quốc, ông Wang Weilu nói rằng, kể từ sau trận lụt năm 1998, Thủ tướng Trung Quốc đã thuê các chuyên gia châu Âu đến để kiểm tra chất lượng con đập. Các chuyên gia châu Âu cho rằng cốt thép gia cố đập không đạt tiêu chuẩn. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nữa là các vết nước từng xảy ra trong quá khứ sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu áp lực của con đập trong lần này. Cũng theo ông Wang, việc thiết kế, xây dựng, đánh giá, nghiệm thu đều do cùng một nhóm công nhân và chuyên gia đảm nhận, khó có thể đảm bảo về chất lượng cũng như sự chính xác của báo cáo. Trước cảnh báo mới đây của ông Wang, tờ báo Hoàn Cầu Thời báo cũng nhanh chóng tiếp dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, Cô San, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175m và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000 mét khối trên giây. Cảnh báo thảm họa từ quá khứ. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2.309m, rộng 600m và cao 185m. Để xây dựng con đập Tam Hiệp, Trung Quốc cần 28 triệu mét khối bê tông. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012.
hiện có 34 tổ máy phát điện làm việc ngày đêm với công suất lên tới 22.500 MW. Các nhà khoa học từng đưa ra nhiều dự báo cho con đập Tam Hiệp nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm một cách cần thiết. Dự án xây con đập từ đầu năm đã gặp phải làn sóng dữ dội trong nước và quốc tế. Lập luận của những người phản đối dự án là rất thuyết phục. Giáo sư Rudolf Warner, người Trung Quốc học tại Đại học Heidelberg tại Đức cho biết, theo đó, đầu tiên để giải quyết vấn đề lũ lụt hàng năm ở sông Dương Tử, các nhà nghiên cứu cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu xây dựng một số đập nhỏ trên các nhánh của sông này. Tiếp đó, vấn đề ô nhiễm của hồ chứa là mối quan tâm lớn. Nước thải của 40 thành phố sẽ đổ vào dòng chảy và chỉ có vài trong số đó là có nhà máy xử lý nước thải. Còn phía chính quyền cho rằng hồ nước đóng vai trò là hồ điều hòa làm mát không khí, tăng lượng mưa cũng như tăng đa dạng sinh thái khu vực xung quanh hồ. Bên cạnh đó, cái giá quá đắt cho một con đập. Để hoàn thành con đập, Trung Quốc đã chi ra hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Sau trận lụt năm 1998, khiến cho những người phản đối cảm thấy nhận định của họ là đúng. Khi ấy, họ tin rằng bi kịch vẫn chưa xảy đến với con đập này. Bởi vì việc xây dựng con đập đã hình thành một hồ chứa nước khoảng 1.000 km2 và sâu 175 mét, nghĩa là có khoảng 22 tỷ mét khối nước ép lên thành đập. Và nếu con đập bị vỡ do mưa lũ hoặc do động đất chẳng hạn thì hậu quả sẽ rất lớn. Ngoài ra, nguyên nhân sự cố có thể là do mưa lũ, mưa nhiều tràn qua mép đập dẫn đến phần móng và đáy bị yếu dần. Thực tế trong lịch sử đã có những bi kịch tương tự. Tuy nhiên, công dân Trung Quốc hoàn toàn không hài lòng với báo cáo này. Họ cho rằng lời chỉ trích và báo cáo đó là do phương Tây và có ý phân biệt chủng tộc và họ không cần sửa chữa gì cả. Còn truyền thông Trung Quốc bình luận rằng con đập chắc chắn đến nỗi có thể đứng vững trước trận lụt tồi tệ nhất trong 1.000 năm. Và vài năm sau đó, giới truyền thông nước này đã bớt đi một con số 0, tức là 100 năm. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo, cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn của Radio France International, nhà thủy điện văn học của Trung Quốc Wang Weilu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của con đập khổng lồ Tam Hiệp, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và chỉ ra rất nhiều bất cập về tình trạng của con đập hiện nay. Ông Wang cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra chất lượng con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có các đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc, gây ngập cục bộ tại 24 tỉnh thành ở nước này. Mưa lũ và các trận sạt lở ở khu vực bắt đầu từ ngày đầu tháng đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng đã làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay, trong cuộc họp báo vừa qua, Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Yangchun cũng đã thừa nhận mực nước ít nhất trên 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Wang Weilu cũng đã chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang trong bài xuất bản hôm thứ Tư, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp mới chỉ chạm tới mức 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách Tấn cho rằng đập thiết kế để đáp ứng được mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m3 trên giây.
Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500m³/giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường nhưng đã bị biến dạng. Và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đã có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Con đập này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đảo Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994, vận hành toàn phần vào tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép hoạt động công suất tới 22.500 MW, với sản lượng điện hàng năm đạt 100 tỷ kWh. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Trận lũ năm nay là trận lũ lớn nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập niên. Theo thống kê của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, những đợt mưa lớn đã đổ bộ 27 trên 31 tỉnh thành phố tại Trung Quốc từ hơn 2 tháng nay, ảnh hưởng tới 203.000 người, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại với kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12,3 tỷ đô la Mỹ. Quy mô của thảm họa rất rộng lớn. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước tại gần 800 hồ chứa và các con sông đã vượt mức đáng báo động từ đầu 2 tháng trước đó, trong đó mực nước tại 97 con sông đã tăng tới mức kỷ lục do sự kết hợp của biến đổi khí hậu và hành vi của con người, khiến lượng mưa trút xuống liên tục tại một số khu vực trong năm nay kéo dài bất thường. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương hoạt động rất mạnh trong năm nay, nó kết hợp với không khí lạnh dẫn tới lượng mưa lớn liên tục tại lưu vực sông Trường Giang. Trong vòng 60 năm qua, số ngày có mưa lớn tại Trung Quốc tăng thêm 5,9% mỗi thập niên. Ngoài mưa lớn, hành vi của con người cũng khiến tình hình lũ lụt tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Phan Xeo, nhà địa chất học tại Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên cho biết, việc cải tạo đất và xây đập trên các con sông trong nhiều thập niên qua đã làm giảm đáng kể quy mô và lượng nước ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Kể từ khi thành lập vào năm 1949, Trung Quốc đã trải qua 3 đợt lũ lụt lịch sử. Trận lũ lụt đầu tiên vào mùa hè năm 1954 dọc sông Trường Giang và khiến hơn 30.000 người chết và ảnh hưởng tới 18 triệu người. Trận lụt thứ 2 và 3 vào năm 1998 và 2020 cũng xảy ra ở khu vực sông Trường Giang và khu vực phía Bắc và Nam Trung Quốc. Đây là hai đợt lũ khủng khiếp nhất trong những năm gần đây, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại về kinh tế lên tới 24 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Song Chun, người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nói với các phóng viên vào ngày hôm qua rằng đợt lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn trên sông Trường Giang như năm 1998 và năm 2020. Trận lũ lụt năm 1998 tác động lên toàn bộ lưu vực sông Trường Giang, nhưng mưa lũ năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu của sông, vì thế khu vực bị ảnh hưởng bởi lụt nhỏ hơn. Sau thảm họa năm 1998, Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các biện pháp chống lũ. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bộ Tài nguyên của thành phố Hoàng Châu, Hà Nam cho biết, tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng và hầu hết các dòng chảy sông mạnh ở mức nguy hiểm. Một quan chức của Bộ Nội vụ Hải Nam nhận định, số người chết vì thiên tai trong mùa hè năm nay ở nước này sẽ còn tăng lên vì trước mắt là hơn 300 người đã bị mất tích. Các đội tìm kiếm cứu hộ đang tìm kiếm những người còn mất tích ở những nơi khác, nhưng cơ hội tìm thấy những người sống sót là rất mong manh. Các cơ quan Trung Quốc đã cố gắng di chuyển gần 20.000 cư dân đến những nơi trú tạm an toàn trong trận mưa lũ nghiêm trọng này. Ngay sau khi lũ lụt đổ bộ, Trung Quốc đã cho nhà chức trách kêu gọi hơn 2.000 binh lính để tìm kiếm nạn nhân bị chết đuối và mất tích. Nhiều người còn đang mắc kẹt ở trong nhà và chính quyền đã di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn. Ngoài ra, đội cứu hộ cũng đã làm việc hết sức trong cả ngày và đêm để chạy đua với lũ. Một thông tin từ chính quyền Hải Nam cho biết thành phố Hoàng Châu và những vùng lân cận đã bị ngập nước rất sâu, nhiều cột điện đã bị đổ ngã ngửa, nhiều vùng đã hoàn toàn bị cô lập, tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều ngày. Đội cứu hộ đã phải nhanh chóng chạy đua với lũ khi được dự báo sẽ có một cơn lũ chuẩn bị đổ bộ vào nơi đây.
Theo Tân Hoa Xã, cơ quan quản lý tài nguyên nước của tỉnh Hải Nam, miền Trung Trung Quốc đã nâng cao mức cảnh báo lên mức cao nhất, cảnh báo đỏ, yêu cầu người dân phải hết sức chú ý và tìm đến nơi an toàn để tránh bão sắp đổ bộ. Vì có thể do ảnh hưởng bão nên lũ lụt sẽ dâng cao trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, khu vực này đã ghi nhận mực nước sông dâng cao kỷ lục là 12 mét. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, những cơn mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, gây ngập lụt, phá hủy hơn 30.000 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ đô la Mỹ. 1.426 người bị chết và mất tích. Trước đó được biết, cơ quan quản lý thảm họa của Hải Nam Trung Quốc cho biết các trận lũ lụt gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản ở khu vực này. Nhiều người nói rằng đây là hậu quả của việc coi thường thiên nhiên với tư tưởng thâu tóm cả vũ trụ của Trung Quốc, chưa gì đã bị thiên nhiên đánh bật lại, khiến bộ phận lãnh đạo cứng đầu của Trung Quốc cũng đang đến ngày thua trận. Mới đây tại thành phố Hải Châu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, một cơn sóng thần lũ quét lũ ống gây thiệt hại cho người và của. Trận sóng thần điên cuồng này đã quật ngã nhiều gốc cây to và nhiều cây cột điện đã bị gãy đổ, hàng nghìn xe cộ đã bị cuốn trôi. Vào rạng sáng ngày hôm nay vào lúc 2 giờ theo giờ địa phương, một trận lũ quét đã xảy ra và càn quét qua thành phố Hải Châu, Hải Nam, Trung Quốc. Nhiều người đã rất hoang mang trước sự việc không được cảnh báo này. Trận sóng thần tốc độ khủng khiếp đã cuốn trôi tất cả mọi thứ, trong đó có cả mạng sống của nhiều người. Theo lời kể của người dân địa phương cho biết, một trận lũ điên loạn này đã xảy ra bất ngờ vào sáng nay, khiến nhiều người đã không kịp xử lý và rất nhiều người đã bị cuốn trôi. Thậm chí nhiều người đang ngủ và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thức dậy thì thấy mọi thứ đã trôi nổi trong lũ, có người đã bị lũ cuốn trôi theo dòng nước. Hiện số người mất tích và thiệt hại nhà cửa đang rất nghiêm trọng. Đứng trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, chính quyền Hải Nam đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người dân. Theo hãng Reuters đưa tin, chính quyền tỉnh Hải Nam đã tháo chạy trong đêm lũ tới và chỉ có mỗi người dân ở lại chống chọi với lũ dâng cao. Nhiều người đã lăn lộn với dòng lũ dữ sâu tới ngang thân để tìm kiếm người thân của mình bị mất tích. Và việc làm đáng chú ý vì trận lũ này được cho là xả lũ kèm theo chất hóa học. Đến trưa ngày hôm nay, giới chức y tế cộng đồng Trung Quốc cũng đã lên tiếng và cho biết chính những trận lũ thảm khốc này đã làm tăng nguy cơ các bệnh từ phát ban da đến nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra và virus các loại bệnh do muỗi lây truyền. Mặc dù vậy, những người này đã lội trong những đoạn đường ngập nước sâu để tránh lũ đến nơi an toàn hoặc tìm kiếm những người thân của mình bị thất lạc. Ngay trong sáng nay xảy ra sự việc có rất nhiều người đã bị mất nhà cửa và mất xe cộ. Bên cạnh đó, thiệt hại nặng nhất là về hoa màu, hơn 15.000 ha bị ngập lụt và 20.000 ha đất trồng cây ăn quả tan tành theo bọt biển. Trong đó nghiêm trọng nhất là chăn nuôi bị mất trắng tay do nước lũ ngập sâu đã ảnh hưởng đến gia cầm và gia súc. Hàng loạt con gia súc gia cầm đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Đây là một trong những lý do ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt và sức khỏe của con người. Chính do sự ô nhiễm môi trường, có rất nhiều người phải nhập viện trong tình trạng bị khó thở, đau bụng và bị ngộ độc nguồn nước. Một số khác thì bị nhiễm nặng và nhiễm trùng ở da. Sở Y tế của tỉnh Hải Nam cũng đã trả lời phóng viên về nguyên nhân gây ra chứng phát ban là nguồn nước do bị ô nhiễm bởi các hóa chất độc hại đã xảy ra từ gara và nhà kho của người dân kèm theo lũ cuốn các chất bẩn. Trước đó vào ngày hôm qua, hàng trăm người dân vội vàng bỏ chạy tán loạn để thoát thân, theo một quan chức trong thành phố An Thuận cho hay. Thảm họa xảy ra vào khoảng 15 giờ 26 phút chiều ngày hôm qua. Hàng loạt những căn nhà và các trụ điện tại thị trấn bị dòng lũ cuốn trôi, khiến cho nhiều hộ gia đình trong khu vực bị mất điện trong nhiều giờ đồng hồ. Đến nay, số phận của khoảng 32 nạn nhân bị mất tích trong dòng lũ vẫn chưa được xác nhận danh tính. Các lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực tranh đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm các nạn nhân còn sống sót trong các đống đổ nát sau trận lũ lụt. Được biết, tại Trung Quốc, nhiều trận sạt lở đất tại khu vực đồi núi do mưa lớn thường xuyên xảy ra tại đất nước này, nhưng thảm họa dòng lũ có màu đen như lần này được cho là hiếm gặp. Theo Bộ Quản lý Môi trường Trung Quốc cho hay, nguyên nhân khiến dòng nước lũ có màu đen là do trận mưa lớn nhiều ngày làm sập một hầm mỏ than trên các ngọn đồi. Sau đó, lượng than này hòa tan với dòng nước lũ, khiến cho dòng nước lũ có màu đen kỳ bí, lạ thường như vậy. Điều đáng buồn nhất chính là người dân. Vụ sạt lở xảy ra quá bất ngờ và để lại hậu quả tổn thất về người, nhà cửa và tài sản của người dân là vô cùng nặng nề. Video clip quay cảnh lũ lụt tại Quý Châu được lan truyền trên Weibo, cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong một bình luận dưới video. Người dân vùng bị thiên tai có thể nhờ chính phủ Việt Nam đón một số ít người dân Trung Quốc di tản để họ có thể sống sót sau thảm họa một cách an toàn.
Thưa quý vị, dòng lũ ào ào kèm với lượng đất từ các sườn đồi tuôn xuống khiến cho toàn bộ tài sản, nhà cửa của người dân bị vùi lấp trong chớp mắt. Sau đó, những hình ảnh lạ thường của nước lũ màu đen cũng được đăng tải và trình chiếu trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, cho thấy một dòng lũ bùn màu đen hung dữ từ sườn núi lao xuống làm đổ sập và phá hỏng các ngôi nhà và cuốn trôi ô tô trên đường phố mà nó đi qua. Đoạn video cũng cho thấy một phần của một cây cầu tại thị trấn đang bị đánh sập bởi cơn lũ kinh hoàng này. Đến nay, giới chức địa phương cho biết tổng thiệt hại ước tính ban đầu có thể lên đến 750 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 110,8 triệu đô la Mỹ. Theo tờ China Daily, dẫn nguồn tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, nhiều ngày trước khi thảm họa xảy ra, tại khu vực này, lượng mưa cực lớn đã đo được là 507mm. Tương đương hoặc vượt xa mức trung bình hàng tháng và năm trước, trong khi tại khu vực này chỉ cho phép ở mức cao nhất là 350mm, trích dẫn dữ liệu từ cơ quan khí tượng Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo người dân ở các khu vực xung quanh tiếp tục theo dõi thông báo trong bối cảnh mưa lớn vẫn diễn ra dày đặc và những trận lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nhiều thị trấn Tây Tứ nói chung và các thị trấn lân cận trong tỉnh này nói riêng. Dù cho giới chức chính quyền địa phương đã điều động lực lượng của Ban Hỗ trợ Khẩn cấp tới ngay hiện trường, phải di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả, phải nhanh chóng thực hiện để đảm bảo tính mạng cho người dân, nhưng sự cố thảm họa đã xảy ra không thay đổi được điều gì và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong những ngày tháng sắp tới. Nhất là trong mấy ngày vừa qua, khi lượng mưa tại tỉnh Quý Châu liên tục đổ về và có chiều hướng gia tăng, nhất là các khu vực thị trấn đồi núi khiến cho những phần đất thấm nước mưa nhiều ngày gây tình trạng sạt lở hết sức nguy hiểm. Và lưu lượng lũ này tiếp tục đổ về các con sông suối làm tràn bờ đê và nghiêm trọng hơn là làm vỡ đập, khiến cho những thảm họa này tàn phá và cướp đi cuộc sống của nhiều nhân mạng tại đất nước Trung Quốc. Trong những ngày qua, trong những nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, quân đội Trung Quốc đã điều động một đội cứu hộ khẩn cấp đến thành phố này để tham gia cùng lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương. Một lực lượng đặc biệt của công ty mỏ than cũng đã được triệu tập để giải quyết vấn đề môi trường trong khu vực thảm họa này. Thông tin báo đài của Trung Quốc quảng bá là thế, tuy nhiên trên thực tế thì điều nghe được thường đi ngược lại với những gì mà chính quyền nói trên truyền thông. Đây là điều khiến cho nhiều người dân thật sự phẫn nộ hàng năm. Theo nguồn tin từ giới chức lãnh đạo cao cấp nhà nước Trung Hoa Đại Lục cho hay, đất nước này chi ít nhất khoảng 100 đến 150 tỷ nhân dân tệ để sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do thảm họa lũ lụt nghiêm trọng gây ra cho khắp 27 tỉnh thành của Trung Quốc. Nhưng thực tế, những gì đang xảy ra cho người dân lại cho thấy họ tự thân vận động không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính quyền. Số tiền khổng lồ trên được các quan chức lãnh đạo sử dụng để xây dựng và đánh bóng hình ảnh cho tập đoàn quản lý của họ mà thôi. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại Quốc vụ viện vào ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Mùa mưa lũ năm nay, cuộc sống của hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở, tàn phá các thành phố và làng mạc tại 27 tỉnh thành.